Rina Flores Bio Detox, sản phẩm thải độc nội tạng nội địa Pháp, thuộc thương hiệu Super DS hơn 60 năm. Sản phẩm giúp detox thải độc chuyên sâu cho 5 cơ quan nội tạng là gan, phổi, thận, ruột và da. Liệu trình sử dụng gói gọn trong 20 ngày, mỗi ngày sử dụng 1 ống. Cùng shop kiểm tra thông tin của sản phẩm này nhé. Check mã code, nhập mã vạch trên bao bì, bạn sẽ kiểm tra được chi tiết về sản phẩm, từ tổng quan đến chi tiết, gồm nguồn gốc xuất xứ, nhà máy sản xuất, chứng nhận bio hữu cơ, dung tích. Tại đây bạn còn được giới thiệu các địa điểm bán trực tiếp tại Pháp, nhà thuốc và giá bán. Giá đang được bán từ 14,38 euro đến 36,89 euro tùy vào cơ sở. Nếu bạn đang ở Pháp thì có thể đến theo địa chỉ để mua hoặc đặt hàng online tại đây. Tại Việt Nam, shop đang phân phối với giá là 550.000 đồng, miễn phí giao hàng toàn quốc, hỗ trợ kiểm tra mã code sản phẩm trước khi thanh toán. Cùng mở hộp sản phẩm này nhé. Một hộp là một liệu trình có 20 ống, sử dụng trong 20 ngày. Bảng thành phần là 15 loại thảo dược hữu cơ, được sản xuất bằng phương pháp ép lạnh cơ học. Chiết xuất được bảo quản bằng ống thủy tinh, không thêm phẩm màu, không thêm phụ gia, hoàn toàn hữu cơ tự nhiên. Mỗi năm nên dùng 1 đến 2 liệu trình detox thải độc toàn diện để thanh lọc cơ thể, thải độc nội tạng và bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra sản phẩm còn có dạng ống nhựa y tế chuẩn bio được kiểm định chặt chẽ theo tiêu chuẩn tại Pháp. Trên bao bì có ghi rõ công dụng và hướng dẫn bằng tiếng Pháp, nhắn tin shop sẽ tư vấn và hỗ trợ cho nhanh nhé. Rina Flores Bio Detox, sản phẩm nội địa Pháp duy nhất trên thị trường có chức năng giải độc, thanh lọc và phục hồi chức năng toàn diện cho 5 cơ quan trong cơ thể là gan, phổi, thận, ruột và da. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn bio và đạt giải thưởng sản phẩm hữu cơ tốt nhất năm 2022. Sản phẩm phù hợp với những ai đang bị nóng trong, mụn nhọt, mẩn ngứa, mề đay, dị ứng, người hay sử dụng rượu bia, mùi hôi miệng, mùi hôi cơ thể, người có mỡ nội tạng, người nóng nhiệt do sử dụng nhiều thuốc tây, người tăng cân khó giảm. Inbox ngay cho shop để được tư vấn thêm thông tin chi tiết nhé.